bác sĩ Lâm là bác sĩ khoa phụ sản. Cô ấy học Phật nhiều năm, luôn dùng y thuật thiện tâm của mình giúp đỡ người khác. Chị Lâm tan sở thôi. Được. Hôm nay chị có phải đến đạo tràng không? Có chứ. Học Phật quan trọng nhất là sự kiên trì, không phải là chuyện của 2-3 ngày. Chị Lâm, em đã từng nghe nói chuyện nhân quả báo ứng. Là thật à? Đương nhiên rồi, cho nên khi chúng ta làm chuyện gì, cũng phải dùng tâm suy nghĩ cho thật kỹ. Mỗi một việc, mỗi một hành động sẽ dẫn đến kết quả như thế nào, sẽ tích lũy thêm nghiệp cho chúng ta đó. Dạ. Vào một buổi tối, bác sĩ mơ thấy một giấc mơ thật kỳ lạ. Cô là ai? Ôi, đau quá. Hả? Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không sao, lúc nãy mơ thấy giấc mơ rất kỳ lạ. Bình thường là em ít nằm mơ mà. Đúng rồi, hôm nay em cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Anh nghĩ là do em quá mệt thôi, hay là nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Dạ. Alo. Là Vương cư sĩ à? Cô có người bạn mắc phụ khoa nghiêm trọng à? Muốn nhờ tôi khám đúng không? Được, cô dẫn cô ấy đến đây ngay. Các cô là bạn của chị Lâm à? Mời vào. Dạ, cảm ơn cô. Hả? Chị Lâm à, đây là cô Lai mà tôi đã nhắc đến. Ồ, mời ngồi. Bác sĩ, căn bệnh này của tôi nhiều năm rồi. Rất đau khổ. Tôi cũng đã đi qua nhiều bệnh viện để kiểm tra rồi. Nhưng kết quả đều tìm không được nguyên nhân. Rất là kỳ lạ. Vả lại, chi phí khám bệnh đã tiêu hết 10 mấy nghìn rồi. Chị Lâm à, cô Lai gần đây mới quy y Tâm Bảo. Chị nhất định phải giúp cô ấy nha. Xin hỏi, cô đã từng phá thai qua phải không? Dạ phải. Có phải đã phá thai khoảng 6 đứa rồi đúng không? Hả? Sao cô biết vậy? Tôi đã phá thai 5 người con. Ê da, chị Lâm, chị thật là thần quá rồi. Ngay cả việc này mà chị cũng biết nữa. Ê, đây là do Bồ Tát báo cho tôi biết trước. Bác sĩ Lâm kể với họ nghe về giấc mơ mình đã thấy qua. Mọi người nghe qua thấy vô cùng ngạc nhiên. Hả? Chẳng lẽ bệnh của cô ta là do nạo phá thai gây ra? Đúng vậy. Tôi xin cô hãy mau cứu tôi, trị hết bệnh này của tôi. Loại bệnh này uống thuốc không hiệu quả đâu. Cần phải nên siêu độ cho những đứa trẻ họa mài mới có kết quả. Bác sĩ Lâm, dù gì cô đã tìm được nguyên nhân của căn bệnh, cô nhất định tìm được cách cứu chữa. Hãy kể cho tôi nghe. Được rồi. Nếu mà chỉ uống thuốc thì không có tác dụng, nhất định là phải tụng kinh siêu độ cho mấy đứa nhỏ, như vậy mới có hiệu quả. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Vậy tôi về trước. Tôi đã uống thuốc của cô kê đơn, nhưng bệnh tình vẫn không khỏi. Rốt cuộc là như thế nào? Cô uống thuốc, có tụng kinh hồi hướng không? Xin lỗi, gần đây công việc bận rộn, không có thời gian tĩnh tâm để tụng kinh.
Lần trước tôi có nói với cô rồi, nếu chỉ uống thuốc không tụng kinh hồi hướng thì cũng không có tác dụng gì. Nếu như cô không tụng kinh hồi hướng thì sau này đừng đến tìm tôi nữa. Bác sĩ Lâm, tôi biết rồi, tôi về nhà nhất định tụng kinh hồi hướng, tôi nay sẽ niệm. Chị Lâm, tại sao chị nhất định phải bảo cô ta tụng kinh vậy? Còn nữa, bệnh của cô ta có liên quan đến việc nạo phá thai sao? Đương nhiên là có liên quan rồi. Mỗi một đứa trẻ khi đến đầu thai đều có nguồn gốc nhân quả với chúng ta, không phải đến báo ân thì là trả oán. Nếu chúng ta phá thai giết chúng, thay vì nó đến để báo ân, ngược lại nó đến để báo thù chúng ta. Nếu như những đứa trẻ đó đến để trả oán thì không khác gì oán oán chồng chất. Cho nên chỉ có thành khẩn tụng kinh niệm Phật thì mới có thể hóa giải mối oán thân này. Ồ, thì ra là vậy. Tối hôm đó, cô Lai sau khi uống thuốc thì bắt đầu tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát. Hả? Chuyện gì vậy? Sao mỗi khi đọc kinh thì bụng bắt đầu đau như vậy chứ? Hay là đừng tụng kinh nữa? Khi cô lại chuẩn bị bỏ cuộc thì bất chợt nhớ đến lời bác sĩ, cuối cùng lại kiên trì tụng niệm liên tiếp. Khi cô ta niệm tụng thì bụng dừng dừng hết đau. Khi cô ta tụng đến một nửa, lúc ngắt quãng thì nghe tiếng em bé khóc. Kỳ lạ thật, là tiếng khóc trẻ em từ đâu vọng ra vậy kìa? Hình như tiếng khóc này ở trong nhà mình thì phải. Alo, bác sĩ Lâm phải không? Tôi làm theo lời cô ở nhà tụng kinh. Nhưng mà tôi tụng được một nửa thì bắt đầu nghe thấy tiếng khóc. Gần nhà tôi lại không có trẻ em, vả lại tiếng khóc hình như là phát ra từ nhà tôi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô nghe thấy tiếng khóc của trẻ em, có thể là những đứa trẻ đã từng bị cô nạo thai đến nghe cô tụng kinh đấy. Cô nhất định phải kiên trì vì những đứa con của cô mà tụng kinh, sau này không cần uống thuốc mà bệnh sẽ khỏi. Dạ. Quả nhiên sau khi từ lúc cô ta mỗi ngày tụng kinh niệm Phật thì bệnh tình của cô ta mỗi ngày đều giảm đi, làm cho cô ta vô cùng vui mừng. Cô ta từ đó đã cảm nhận sâu sắc về nhân quả, càng kiên trì ý chí học Phật. Nạo phá thai đối với phụ nữ mà nói không chỉ là dẫn đến bệnh phụ khoa mà còn dẫn đến những hiểm họa không thể sinh sản sau này. Tàn nhẫn nhất là nạo phá thai giống như các bậc làm cha mẹ tự tay giết chết cốt nhục của mình. Các vị nam nhân xin đừng vì chút hưởng lợi nhất thời mà làm tổn thương đến cốt nhục của mình. Xin hãy vì những người